cô gái này bị một căn bệnh kỳ lạ, nếu trước 21 tuổi mà không động phòng với người yêu thì sẽ bị suy kiệt khí huyết mà chết. Cô rất thích sư đệ của mình, nhưng sư đệ đã có người trong lòng, cô không muốn cưỡng ép tình cảm của người khác. Mẹ cô thì vì con gái mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Vừa mới ban nãy, nhóm người Thanh Vân muốn thông qua tàng kinh các của Phạm phu nhân để điều tra tung tích về thanh kiếm thần thất lạc ở dân gian. Nhưng muốn vào được tàng kinh các thì phải qua được trận địa thần bí. Thanh Vân và Đinh Ẩn đã dùng kiếm pháp để phá vỡ trận địa. Hai người khống chế trận pháp thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đột ngột mở cơ quan nhốt hai người lại, sau đó dùng khói khiến hai người hôn mê. Đinh Ẩn tỉnh lại cố gắng cởi dây trói rồi kéo Thanh Vân chạy ra ngoài, vừa hay chạm mặt Phạm phu nhân. Hai người bị bà ta làm cho ngất ngay tại chỗ. Bà không hề làm hại Thanh Vân mà cho cô về giường nghỉ ngơi. Thanh Vân tỉnh lại thấy ba người đang nhìn mình chằm chằm thì trong lòng có một vạn câu hỏi. Phạm phu nhân thâm tình nhìn cô, gọi cô là Tiểu Hy, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội, hỏi cô có miếng ngọc bội nào như này không. Trùng hợp cô cũng có một miếng giống y hệt. Bà kích động hỏi thân thế của cô, Thanh Vân đáp mình được sư bá nhặt về nuôi. Năm đó cha cô bị yêu nhân tấn công nên đã dùng thân mình đánh bại đám yêu nhân đó. Cha cô đã đưa cô cho sư bá nhưng chưa dặn dò xong thì chết. Nghe xong, Phạm phu nhân không ngừng rơi nước mắt, nói sẽ kể cho Thanh Vân nghe một câu chuyện. Từ nhỏ bà đã vô cùng ngông cuồng nhưng lại được một tên lang thang diện mạo khác người nhìn trúng. Cả nhà đều phản đối việc hai người yêu nhau. Vì tình yêu, bà đã kiên quyết ở bên người đó. Ban đầu, mỗi ngày bà đều vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau khi Thanh Vân ra đời thì tất cả đã thay đổi. Lần đầu hai người xảy ra mâu thuẫn. Phạm Tiểu Tuyết nàng làm gì vậy? Con đang khóc sao nàng chẳng quan tâm? Ta nói cho nàng biết, con bé không chỉ là con của nàng mà cũng là con của ta. Ta nói cho chàng biết, trước giờ ta chưa từng sống cuộc đời khổ sở thế này. Ta sắp phát điên rồi. Ta điên hay là nàng điên? Sau khi có con, nàng đã từng làm mẹ một ngày nào chưa? Ta chịu đựng đủ rồi. Phạm Tiểu Tuyết, một mình ba bỏ đi, sau khi chơi chán chê một hồi thì quay về nhưng không thấy chồng con đâu nữa. Lúc tìm được chồng thì người đã lạnh rồi, con gái thì không rõ tung tích. Nhất thời Thanh Vân không thể chấp nhận được, cô vô cùng căm ghét người mẹ đột nhiên từ trên trời rơi xuống này. Mẹ cô chỉ có thể để cô bình tĩnh lại. Phạm phu nhân thả hết mấy người nhốt trong ngục ra, còn tổ chức tiệc thiết đãi bọn họ, cảm ơn bọn họ đã chăm sóc Thanh Vân. Đan thần tử nhân cơ hội nói ra mục đích của chuyến đi này, mong bà cho mượn tàng kinh các để dò tìm vị trí của kiếm thần. Cứ tưởng rằng có quan hệ với Thanh Vân thì bà sẽ cho mượn, ai ngờ bà lại không nói gì, dường như không hề có ý cho mượn. Mọi người đành thương lượng với Thanh Vân bảo cô tìm cơ hội cầu xin Phạm phu nhân thử. Hôm sau, Phạm phu nhân mời hết những danh môn vọng tộc ở gần đến nhà. Thanh Vân trang điểm xinh đẹp được đưa đến. Lúc này cô mới biết mẹ định tìm phu quân cho cô. Cô vô cùng tức giận, ai nói tôi muốn gả chứ? Tôi không gả. Lẽ nào con không thích sao? Thành thân hay không là việc của tôi, hơn nữa, người tôi muốn gả cũng không phải mấy người này. Con đã có người trong lòng rồi sao? Cô nhìn Đinh Ẩn lại không dám nhìn thẳng vào cô. Thanh Vân biết anh luôn coi mình là em gái nên vô cùng thất vọng. Phạm phu nhân cho rằng cô thích Đinh Ẩn và Đan thần tử nên làm cho hai người hôn mê rồi trói lại ép hai người cưới Thanh Vân. Chỉ cần cưới Thanh Vân thì sẽ cho mượn tàng kinh các. Không ngờ hai người không đồng ý dùng hạnh phúc của Thanh Vân để trao đổi, bảo rằng có chết cũng không cưới. Lời này vừa hay bị Thanh Vân nghe được, cô phẫn nộ chất vấn mẹ tại sao cứ phải ép mình đi lấy chồng. Lúc này mẹ cô còn chưa nói rằng gia tộc cô có một lời nguyền rằng trước 21 tuổi phải động phòng với người mình yêu, không thì sẽ suy kiệt khí huyết mà chết. Đương nhiên Thanh Vân sẽ không hiểu sao bà lại làm như vậy. Có người mẹ như bà, tôi thà không có. Tôi hận bà. Lúc này Đào Nhiên Cư bị người xấu thâm nhập, Đinh Ẩn quyết đoán ra tay giúp đỡ. Cuối cùng Phạm phu nhân bị khuất phục, bà nói với mấy người rằng kẻ bị bắt là một trong hoang dã bát ma. Năm đó vì ngăn trừ bát ma mà cha của Thanh Vân đã lấy đi ngũ hành cửu thiên đan của bọn họ. Vì ngũ hành cửu thiên đan ẩn chứa sức mạnh hắc ám cực lớn nên dù cuối cùng bọn họ đã lấy được về, nhưng lúc này viên đan đã bị bố của Thanh Vân phong ấn, chỉ có máu của ông ấy mới giải ấn được. Lúc này bát ma hiện thân hẳn là do nghe ngóng Phạm phu nhân đã tìm thấy con gái, muốn dùng máu của cô để giải phong ấn. Mọi người vội vã chạy đến phòng của Thanh Vân. Trong phòng không có một bóng người. Lúc mọi người vô cùng hoảng hốt thì nhận được vị trí Thanh Vân bị nhốt. Cùng lúc đó, bát ma đang bắt đầu trận pháp, muốn dùng máu của Thanh Vân để giải phong ấn. Vào lúc quan trọng, một người đeo mặt nạ lao ra đánh bay bát ma khiến bọn họ trở tay không kịp. Sau đó đưa Thanh Vân bỏ chạy. Hai người đến nơi an toàn. Người đó cởi mặt nạ, đó là tình địch Tiểu Ngọc của cô. Mấy người Đinh Ẩn tìm đến vị trí trên bản đồ. Kẻ thù gặp nhau, không nhiều lời mà lao vào đánh nhau. Chẳng bao lâu, ba tên bát ma bị tiêu diệt. Trải qua trận chiến đó, Phạm phu nhân đồng ý cho mượn tàng kinh các. Cuối cùng vị trí của ba thanh kiếm thần được xác định. Tử Thanh Song Kiếm vốn dĩ ở trong núi Thúy Bình Phong của Võ Đường, nhưng sau khi hung kiếm U Minh xuất thế, tiên nhân đã dùng kiếm Tử Xính để phong ấn U Minh trên đỉnh Mãng Thương. Kiếm thần Mộc đang ở trong núi Thanh Sùng. Mặc dù đã biết vị trí ba thanh kiếm nhưng khó khăn vẫn còn ở phía sau. Năm đó, Lục Bào giết trưởng môn của Võ Đường, không nhớ Võ Đường có còn ghi thù hay không. Cuối cùng mẹ cũng nói cho Thanh Vân biết về căn bệnh kỳ lạ của gia tộc. Bị bệnh này nếu không thành thân động phòng với người mình yêu thì sẽ suy kiệt khí huyết mà chết. Thanh Vân suy nghĩ rất lâu và quyết định tỏ tình với Đinh Ẩn. Hai người ôm chặt lấy nhau, anh quyết định sẽ quên đi Tiểu Ngọc và không phụ tấm lòng của Thanh Vân. Nhưng quên đi người mình yêu nào có dễ dàng như vậy. Người đàn ông này bị mất ngủ. Bên ngoài có tiếng gọi của sư tỷ, bình thường sư tỷ ít khi đến gặp anh. Đêm nay gương mặt cô tràn đầy sức sống đến tìm Đinh Ẩn, bày tỏ rằng mình rất thích anh. Đối diện với tình cảm đột ngột này, Đinh Ẩn sợ đến mức lùi lại phía sau. Tử Anh vẫn như trước đến gần anh, nói với anh một bí mật.
Ban nãy, nhóm người Đinh Ẩn đến Võ Đương muốn mượn kiếm thanh sách của trưởng môn Võ Đương. Trưởng môn bảo bọn họ chờ mấy hôm. Bọn họ đang dùng kiếm thanh sách để luyện trận địa phục ma. Mọi người biết ông ta đang dùng kế trì hoãn nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể chờ thôi. Tử Anh nói biết kiếm thanh sách giấu ở đâu, bảo Đinh Ẩn đi trộm. Cô ta tưởng rằng một Đinh Ẩn ngây thơ sẽ quỳ dưới gấu với mình nhưng không ngờ tâm anh không hề loạn. Sao đệ từ chối ta nhanh như vậy? Chờ lấy được kiếm rồi thì ta sẽ nói với cha ta rằng đệ đã lập công cho Thục Sơn. Đệ yên tâm, sẽ không ai biết thanh kiếm đó về tay thế nào. Nhất cử nhất động của hai người đã bị Tiểu Ngọc ở bên ngoài nhìn thấy rõ ràng. Cô tuyệt đối không để Tử Anh làm dơ bẩn người mình yêu. Cô chạy lướt qua cửa phòng Đan Thần Tử, dẫn anh ta đến phòng Đinh Ẩn. Đan Thần Tử thấy Tử Anh bám lấy Đinh Ẩn thì tức giận xông vào. Ta muốn đệ dũng cảm hơn một chút thì ta sẽ thích đệ hơn một chút. Đêm rồi, chúng ta đi rồi. Bỏ ra, ta không đi. Đan Thần Tử bế Tử Anh đi. Hai người về phòng cãi nhau một trận nhưng Tử Anh nhanh chóng đổi sắc mặt, dùng chiêu đối phó Đinh Ẩn với Đan Thần Tử. Đan Thần Tử bị nắm thóp nên đồng ý sẽ đi ăn trộm kiếm cho Tử Anh mà không hề biết đây là một cái bẫy. Tử Anh đưa Đan Thần Tử đến nơi cất kiếm. Cô đưa kiếm cho anh ta. Đan Thần Tử tò mò rút kiếm ra. Bên trong có thuốc mê, anh lăn ra ngất. Vừa hay bị trưởng môn Võ Đương phát hiện. Cùng lúc đó, Tiểu Ngọc phát hiện trưởng môn Võ Đương và yêu nhân Thiên Vực cấu kết, còn Tử Anh đã trúng mê hồn đại pháp của bọn chúng. Mục tiêu cuối cùng của chúng là xích hồn thạch của Đinh Ẩn. Tiểu Ngọc nghe thấy chúng định hại Đinh Ẩn thì trở nên kích động, kết quả bị lộ. Yêu nhân bao vây hai người. Lúc Ngũ Quỷ và Hòa Thượng Mập giao chiến đã không cẩn thận bị trúng độc, kết quả hai người rơi xuống vách núi. Ngũ Quỷ chủ động đỡ bên dưới người Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc không sao, còn anh ta cả lưng đầy máu, còn bị độc khí hành hạ tra tấn sống không bằng chết. Tiểu Ngọc định dùng nội lực để tống độc ra ngoài, không ngờ có một âm thanh truyền đến, nói độc khí đã vào lục phủ ngũ tạng, chỉ có dùng khí đổi khí mới cứu được anh ta. Dù cách này nguy hiểm nhưng Tiểu Ngọc không muốn đỡ ai cả. Cô luyện công như âm thanh kia nói, quả nhiên đã đẩy được độc từ người Ngũ Quỷ sang người mình. Sau đó cô dùng nội lực ép khí độc ra ngoài. Hai người được cứu phát hiện ra âm thanh truyền ra từ khe núi nên cô rút Nam Minh Ly Hỏa kiếm ra chém vào tảng đá. Bên trong nhốt trưởng môn Võ Đương và các trưởng lão. Hóa ra trưởng môn ở bên trên kia là Đồ Mị cải trang. Tiểu Ngọc cứu trưởng môn thì mới có thể ngăn chặn âm mưu của Đồ Mị. Vì cứu Đinh Ẩn, cô cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện. Cùng lúc đó, Tử Anh trúng mê hồn đại pháp bắt đầu tấn công ba người Đinh Ẩn. Đinh Ẩn dùng một tay đánh bay ám khí trong người cô ta và đuổi theo nó đến một căn phòng. Không ngờ lại trúng vào trận mê hồn của Hòa Thượng Mập, anh bị trói lại không thể động đậy. Trưởng môn kiểm tra thân thể của Tử Anh, buộc phải nhanh chóng bắt được Hòa Thượng Mập để dùng thuốc giải cứu cô. Lúc này Hòa Thượng Mập đưa tin đến bọn họ rằng muốn cứu Đinh Ẩn thì ra sau núi. Vì sao bắt người đi mà còn muốn người khác đến cứu? Nhưng giờ có vào hang hùm thì cũng phải đi xem thử. Hôm sau, hai người Đinh Ẩn và Đan Thần Tử bị trói trong trận bát quái. Muốn cứu được hai người chỉ có phá trận bát quái. Mọi người cùng lao lên nhưng càng lao vào trong thì hai người Đinh Ẩn càng khó chịu. Hóa ra Đồ Mị dùng nội lực của mọi người để ép lấy được xích hồn thạch của Đinh Ẩn. Trước mắt chỉ có thể kìm hãm nội lực lao vào trận bát quái nhưng như vậy vô cùng nguy hiểm. Tiểu Ngọc không nói gì mà lao thẳng vào trong. Thanh Vân cũng đi theo ngay sau. Ba người trưởng môn phát hiện Hòa Thượng Béo đang khống chế trận pháp nên lao vào đánh ông ta. Thực lực hai bên khó phân cao thấp. Tiểu Chân Nhân lúc hai người đang kìm hãm ông ta đã dùng tảng đá đè lên ngực Hòa Thượng, ép ông ta giao thuốc giải ra. Không ngờ có chết ông ta cũng không chịu, tự làm chính mình nổ tung. Trưởng môn phá bỏ trận pháp, Đinh Ẩn và Đan Thần Tử cuối cùng cũng được cởi trói. Đồ Mị tự biết không địch lại bốn người nên để lại mấy câu rồi rời đi. Tình hình của Tử Anh càng lúc càng xấu. Tiểu Trương nhớ ban nãy mình đã trúng độc của Hòa Thượng Mập nhưng lại như không bị làm sao cả, có thể do anh ta thường xuyên thử thuốc nên đã miễn nhiễm mọi loại độc. Chỉ cần truyền máu của anh ta vào người Tử Anh thì có lẽ sẽ cứu được. Trưởng môn cho rằng mặc dù cách này nguy hiểm nhưng cũng nên thử. Tiểu Trương cắt cổ tay để máu chảy vào miệng Tử Anh. Sau 2 ngày truyền máu, cuối cùng độc tố trong cơ thể Tử Anh cũng được giải hết. Đan Thần Tử bảo cô cảm ơn Tiểu Trương, không ngờ cô ta lại cho rằng mình là con gái trưởng môn. Tiểu Trương làm vậy là điều đương nhiên, nói thế nào cũng không chịu đi cảm ơn. Cùng lúc đó, Thanh Vân chủ động đến tìm Đinh Ẩn. Đinh Ẩn lại nhìn Tiểu Ngọc đứng cách đó không xa. Thấy vậy, Thanh Vân ôm lấy Đinh Ẩn, hai người tình tứ như một cặp đôi yêu nhau. Sau đó cô ta kéo anh rời đi. Tiểu Ngọc vô cùng thất vọng, cô bảo Đinh Ẩn giải thích cho mình. Mặc dù trước đây cô là phụ mệnh Thục Sơn, nhưng cô rất muốn gặp anh, mong anh có thể tha thứ cho cô. Ta có thể tha thứ cho nàng. Chuyện trước đây đều đã qua, ta đã quên hết rồi. Chỉ là giữa hai ta không thể nào nữa. Chàng đang nói gì vậy? Lúc chúng ta ở bên nhau, đau khổ nhiều hơn niềm vui, có lẽ ta chia tay mới là kết cục tốt nhất. Nàng đi đi. Đinh Ẩn đến trước mặt Thanh Vân, bày tỏ với Tiểu Ngọc rằng trong lòng đã có người khác rồi kéo tay Thanh Vân. Lúc ta mất trí nhớ, nàng ấy luôn chăm sóc ta, là ta tình nguyện ở bên nàng ấy. Ngọc cô nương, xin hãy tự trọng, đừng dây dưa nữa. Hẹn gặp lại kỳ sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye.